Xin chào các bạn, ở trên tay mình đang là Redmi K50 và mình đã check được chiếc máy này đã có ROM EU MIUI 14 mới nhất rồi. Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn up sang cái phiên bản ROM EU MIUI 14 và cập nhật phiên bản mới trên ROM EU mà sẽ không mất dữ liệu. Cùng bắt đầu thôi. Để up ROM mình sử dụng một chiếc laptop, nếu mà các bạn có PC thì cũng được nhá. Nhưng mà mình sẽ khuyến khích các bạn sử dụng laptop, bởi vì trong quá trình cài ROM, nỡ may có mất điện thì laptop nó có cái nguồn dự phòng. Còn máy ở quán net thì cũng sẽ có thể cài được, nhưng mà nó sẽ khó khăn hơn một chút. Các bạn có thể tìm hiểu ở trên YouTube nhá. Và dung lượng pin của điện thoại thì các bạn cứ để trên 50% là an toàn nhất. Một chiếc dây cáp sạc kết nối đi theo máy. Đầu tiên chúng ta sử dụng máy tính để tải bản ROM trước. Các bạn lên Google và tìm Mi Firm nhá, và bấm vào cái phần mifirm.net này. Cách làm này các bạn có thể áp dụng cho một số điện thoại có ROM EU ở trên trang Mifirm này. Ở trong mục tìm kiếm thiết bị, các bạn bấm là K50 nhá. Nó sẽ có này, ra K50 đầu tiên, Gaming Pro Ultra. Thì mình sẽ chọn là Redmi K50. Cùng check qua phiên bản ROM gốc nhá. Chúng ta sẽ có là MIUI 14 rồi, nhưng mà là bản dành cho nhà phát triển. Sang phần zip thì có bản chính thức rồi, nhưng mà mình thấy thì hơi khó cài. Tiếp theo là đến EU. Ở đây sẽ có hai phiên bản là Android 12 và Android 13. Nếu mà các bạn từ ROM gốc qua ấy, thì các bạn tải luôn cái phiên bản V14 về nhá. Còn ở đây thì mình sẽ muốn hướng dẫn là up từ V13 lên 14, nên mình đã tải cả hai về rồi. Chỉ cần bấm là download ở đây thôi. Nó sẽ có một cái server này, thì mình thấy tải cũng hơi lâu, khoảng mất 15-20 phút. Và đương nhiên thì điện thoại của chúng ta đã được unlock boot order rồi. Nếu mà bạn nào chưa từng làm thì có thể bấm vào cái phần video mà mình để cái thẻ ở đây nhá, để có thể unlock boot order sau 7 ngày. Mình đang có ở đây là ROM gốc, thì các bạn kéo lên, nó sẽ không có tiếng Việt, vào cái mục All Spec này, bấm vào MIUI version nhá. Bao giờ nó báo là không cần, bạn đã là nhà phát triển thì các bạn trở lại. Các bạn kéo lên này, vào cái mục là Addition Setting này. Xong các bạn lại kéo lên, ở đây là Develop Option, các bạn bấm vào nhé. Hoặc là tùy chọn nhà phát triển. Nó sẽ có một cái mục là Mi Unlock Status này. Bạn nào đã unlock bootloader thì nó sẽ báo là thiết bị của bạn đã mở khóa. Kéo lên một chút thì sẽ có cái phần gỡ lỗi USB, hay là tiếng Anh nó sẽ như thế này. Thì các bạn bật lên nhé. Nghĩa là nó sẽ có hỏi như thế này thì cứ đồng ý thôi, không đồng ý là không cài được đâu. Như thế này thì trên điện thoại đã là xong rồi. Để không mất dữ liệu thì các bạn sẽ bấm ở cái phần Backup and Restore này nhé. Nó sẽ chỉ lưu được một số app cơ bản như là tin nhắn này, danh bạ thôi. Backup nhé. Nó sẽ mất một khoảng thời gian. Khi mà nó đã báo sao lưu thành công thì các bạn có thể kết thúc này. Kết nối điện thoại vào máy tính, các bạn sẽ bấm vào Redmi K50 nhá. Vào bộ nhớ của nó này, vào MIUI, vào backup. Thì các bạn copy cái phần backup này vào nhá. Các bạn ơi, mình vừa xong rõ ràng nhớ là tải của bên K50 rồi, nhưng mà về đây mà bằng cách nào đó nó đã chuyển về cái phiên bản ROM của K50 Pro. Cái mã ROM của K50 sẽ là Ruben S nhá. Còn K50 Pro sẽ là Matisse này. Mình đã check qua thì cả Redmi K50 Pro cũng đã có phiên bản ROM EU chính thức rồi, V14 luôn. Trong khi đó K50 Ultra mới đang chỉ là V13. Sau khi đã cóp dữ liệu xong thì các bạn bấm như mình nhá, giữ phím nguồn và phím giảm âm lượng này. Một lúc sau thì nó sẽ vào chế độ Flat Boot. Chúng ta có thể bỏ phím nguồn ra, giữ phím giảm âm lượng thôi. Đó, bỏ tay ra nhé. Và kết nối điện thoại vào máy tính. Các bạn có thể vào cái phần Computer Manager và vào Device Manager nhé. Ở đây cái thiết bị của mình chưa có driver với máy tính, thì bây giờ mình sẽ tiến hành cập nhật nhé. Các bạn có thể thử cập nhật driver bằng Mi Flat Tool. Tải cái phiên bản mới nhất và nhớ copy mật khẩu. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn thử cài USB driver bằng cái Mi Flat Tool nhé. Các bạn sẽ giải nén nó ra. Bây giờ thì các bạn sẽ sử dụng cái mật khẩu này để giải nén. Đây, các bạn sẽ mở lên nhé. Nhưng mà mình lưu ý lúc đầu sẽ chưa được đâu các bạn.
Đây, bấm install này, nó sẽ báo lỗi ngay. Chắc chắn ở đây khá là nhiều bạn là bị lỗi như thế đúng không? Thì chúng ta sẽ trở lại cái thư mục là Mi Flat. Chứa ứng dụng đấy, các bạn bấm thêm này, một cái folder. Đặt tên của nó là LOG nhá. Nhớ cái bước này cho mình, nhiều bạn hỏi lắm. Bây giờ thì cùng khởi động lại ứng dụng. Nó sẽ không báo là lỗi nữa. Bấm install đi. Máy tính đã báo là cài đặt driver thành công rồi các bạn ạ. Ok nhá. Thì chúng ta sẽ thử cùng check ở trong file manager này xem nó còn báo chấm than không. Vẫn báo chấm than các bạn ạ. Như thế này thì sẽ không cài được ROM đâu. Các bạn kéo lên và bấm vào cái phần show more này. Tải cái link USB driver này. Chúng ta sẽ giải lén ra được một cái thư mục như thế này. Và lưu ý đừng để cái đường dẫn file là tiếng Việt nhá. Để tiếng Anh thôi. Đây nó sẽ có một cái USB driver này. Nhớ cái đường dẫn này cho mình. Và cùng lại vào cái Revive Manager. Chúng ta sẽ bấm vào mục Android có dấu chấm than này. Update driver. Chọn này Pro này. Let me pick from a little nhá. Các bạn sẽ chọn là Show on device. Chọn đến cái đường dẫn mà có USB driver. Desktop này. Nói mình để trong download nhé. USB driver này. Đấy, ok. Như thế này là được. Ok nhá. Ok này. Đó, nó sẽ ra một cái là Android Bootloader Interface. Chúng ta chọn cái ở giữa nhá. Nhớ chọn cái ở giữa cho mình. Bấm next này. Nó sẽ hỏi là ok không. Ok nhá. Cài đặt này. Dấu chấm than đã biến mất rồi. Và bây giờ thì nó chuyển về Android Bootloader Interface. Nhưng mà lại là Samsung Android Phone. Chúng ta cũng không cần quan tâm cái điều đó đâu. Lúc này thì cùng xem cái file Romeo mà chúng ta tải về nhá. Đây mở trong thư mục này. Chúng ta chỉ cần giải nén ra thôi. Và chúng ta sẽ không sử dụng Mi Flat Tool mà cài trực tiếp bằng cái lệnh ở trong file ROM luôn. Hiện mình đang muốn cài phiên bản V13 trước nhá. Rồi để mình up lên cái phiên bản V14 này mà. Nó đã giải nén ra rồi. Các bạn nhớ nhá, nó là Ruben này. Đó, Ruben. Và trong này nó sẽ có những cái mục như thế này. Thì lưu ý cho mình là hai cái mục là có file Windows Bat File này. Đây là cái phiên bản ROM thấp. Thì các bạn sẽ bấm vào cái phần First Install with Data. Nghĩa là nó sẽ xóa hết dữ liệu của chúng ta và cài cái phiên bản ROM này vào. Còn nếu mà các bạn muốn up lên cái phiên bản V14 ấy, tải V14 thì bấm vào cái phần Windows Flash Boot Update ROM nhá. Nhưng mà từ từ mình sẽ hướng dẫn sau. Mình sẽ bấm vào cái phần trên này trước này. Đó. Nó đã hỏi là chờ thiết bị và nó chờ được rồi. Nghĩa là điện thoại đã có driver rồi thì nó sẽ có lên được như thế này. Nó bảo là nhấn Y để đồng ý cài ROM. Đây mình sẽ nhấn Y nhá. Enter phát là bắt đầu cài ROM luôn. Trong cái quá trình này thì chỉ mất khoảng tầm 5 đến 10 phút thôi và đơn giản. Không cần làm gì cả. Có quan trọng khó nhất là cái bước cài driver thôi. Các bạn lưu ý là không rút cáp vào lúc này nhá. Để nguyên, nó vẫn đang để phát boot. Nhưng mà quá trình cài ROM đang được diễn ra rồi. Ok, mình thấy là chỉ khoảng 5 phút thôi, nó đã cài xong rồi đấy. Và nó bắt đầu boot lên màn hình Redmi này. Như thế là cái quá trình cài ROM của chúng ta đã có thể thành công đến 99% rồi. Kể cả với phiên bản V14 nó cũng như thế. Rất nhanh thôi, nó đã boot lên được cái màn hình khởi động rồi. Có tiếng Việt full luôn các bạn nhá. Đây này, tiếng Việt. Lúc này thì đã sang giao diện Romeo rồi. Full tiếng Việt, không có app rác luôn. MIUI by Xiaomi.eu 13.0.24 full tiếng Việt. Mình sẽ chụp một vài bức ảnh để xem sau khi update lên thì nó có bị mất dữ liệu không nhá. Mình thấy sang bản này thì máy ảnh và camera sử dụng bình thường. 4K cũng vẫn chỉ có 30 frame thôi. Để chắc ăn hơn thì các bạn có thể bấm vào phần sao lưu khôi phục và cài đặt lại ở đây. Tạo một cái bản sao lưu và copy vào máy tính nhá. Mình đã copy cái file backup vào rồi. Các bạn theo dõi ở trên điện thoại đang có là Facebook Messenger Gen Cinebank. Và trong thư viện này thì sẽ có mấy cái bức ảnh cùng với video. Rồi bắt đầu thì mình sẽ hướng dẫn các bạn update lên phiên bản mới nhé. Vẫn phải vào cài đặt này, thiết bị của tôi này. Xong các bạn kéo lên tất cả thông số này. Bấm vào phiên bản MIUI. Đó, nó đã báo này.
trở lại nhé. Kéo xuống tùy chọn nhà phát triển. Bật cái phần gỡ lũ USB lên. Giữ phím nguồn và giảm âm lượng. Khi nó hiện phát boot lên thì bỏ phím giảm âm lượng luôn nhé. Cùng mình giải lén cái MRY 14 này của Ruben S nhá. Nhớ là Ruben S, tải nhầm là mình không chịu trách nhiệm đâu đấy. Và WinRAR này, giải nén nó ra. Ok, nó đã giải nén thành công rồi. Thì bây giờ là chúng ta bấm vào MIUI 14 này. Nó cũng sẽ có những cái mục y hệt như kiểu là MIUI 13 luôn. Các bạn thấy không? Fastboot First Install with Data Format này. Và dưới là Windows Fastboot Update ROM. Thì lúc nãy mình đã bảo là chúng ta bấm vào cái phần Windows Fastboot Update ROM đúng không? Bấm vào nhá. Đó, nó chạy luôn. Còn nếu mà các bạn chọn cái mục ở trên ấy thì nó lại xóa tất cả dữ liệu đi. Thì mình nhắc lại một lần nữa là trong quá trình này các bạn không rút cáp à nha, rút cái là thành cục gạch luôn đấy. Nhắc cái thì nó đã cài đặt xong rồi, chờ khởi động lên thôi. Đây, chúng ta sắp được khởi động lên rồi. Update lên thì nó không có cái phần boot chọn các thứ luôn, nó lên luôn như thế này các bạn ạ. Và cái gì đây? Đương nhiên là dữ liệu vẫn còn rồi. Còn cả video các thứ luôn nhá. Xịn luôn các bạn ạ. MRI 14.0.3 phiên bản ổn định đến từ EU. Có rất nhiều bạn quan tâm là trạng thái bộ nhớ còn bao nhiêu. Điện thoại có chống 4.2 trên 8 cộng 3 GB. Ok, trên đây là mình đã hướng dẫn thành công các bạn up ROM MRI 13 cũng như 14 EU trên con K50 rồi nhá. Những cái máy khác như là K50 Pro cũng làm y hệt như thế. Còn điều gì các bạn thắc mắc thì có thể bình luận ở video, mình sẽ cố gắng để giải đáp. Còn cái gì không biết thì chúng ta cùng thảo luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.